Rồi chúng ta qua câu 74. Hỗn hợp X gồm các triglycerides đốt cháy hoàn toàn mà gan mít thu được 2,2 mol CO2 và 2,11 mol nước. Cho mg mít tác dụng NH gì đổi tôi được glycerol 35,82 gram muối, mà khác cho mg phấn amon nút và rơm. Rồi bài này chúng ta quy đổi cho nhanh nha. Thì các triglycerides gan quy về HCO rút hết chất ra ngoài 3 lần C3H5. Và chúng ta có rút nhóm hết CH2 ra và H2. Như vậy chúng ta đặt cái này là A, B và C. Ở đây các em đốt cháy thì chúng ta biết rồi, đó là CO2 nước. Rồi CO2 ở đây chúng ta gom nhanh lại là 6A cộng cho B. Nước ở đây chúng ta cũng gom nhanh là 8A, 8A chia 2 là 4A cộng cho B cộng cho C. Phần thứ hai chúng ta tác dụng như nào hát. Thì chỗ này chúng ta thu được muối là HCO Na. Chỗ này chúng ta có là 3A. 3A chỗ này. CH2 là B. Và H2. Chúng ta có là C. Ở đây các em có cái hệ sao? Các em có 6A cộng cho B. Thì chúng ta được là 2,22. Nước là 4A cộng cho B cộng cho C là bằng 2,11. Và khối lượng muối là 68A nhân cho 3 là 3A đó. Cộng cho 14B cộng cho 2C thì nó bằng là 35,82. Thì đây em giải ra bờ cờ vậy. Rồi chúng ta bấm thôi EVN52 6 enter 1 enter 0 enter 2,22 enter 4 enter 1 enter 1 enter 2,11 enter 68 thay nhân cho 3 enter 14 enter 2 enter 35,82 enter. Rồi các em ra được nghe là 0.04. B lúc này chúng ta được là 1.98 và C các em là -0.03. Rồi dưới quy định nhúc chắc á, thì cái âm này nó cũng chính là số mol trừ số mol brom luôn. Có nghĩa là số mol brom bằng số mol hydro, hiểu không? Rồi như vậy chúng ta sẽ chọn đáp án là câu D. Suy ra số mol của Br2 bằng luôn chính số mol của H2 mà mang dấu trị âm khi chúng ta rút ra là bằng 0.03 mol.